Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các em thân mến, ở bài học hôm trước, cụ thể đó là tiết ôn tập thứ 5, các bạn học sinh đã tập trung rèn luyện kỹ năng đọc. Thông qua bài tập đọc, cô hiệu trưởng trả lời các câu hỏi nhằm giúp các bạn học sinh hiểu kỹ hơn về bài học góp phần rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, khám phá bài tập đọc. Như chúng ta đã được tiếp xúc trong các bài học ở đầu học kỳ 1, một trong những nội dung quan trọng và thú vị mà các bạn được học đó chính là so sánh và viết đoạn văn giới thiệu về một người thân, bạn thân. Vì thế, ở phần ôn tập hôm nay, chúng ta sẽ kết hợp tiết ôn tập thứ sáu và 7, các em sẽ được củng cố những kiến thức về so sánh, cách đặt câu và viết đoạn văn. Dựa vào phần dẫn dắt của cô, chúng mình sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên ngay bây giờ các bạn nhé. Nhiệm vụ của các bạn đó là tìm và nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong mỗi đoạn thơ, đoạn văn sau đây. Để thực hiện được bài tập này, trước hết chúng mình cùng quan sát lại giúp cô mô hình nhận diện hình ảnh so sánh các bạn nhé. Mô hình so sánh sẽ bao gồm 3 phần. Đầu tiên là sự vật một, tiếp theo là từ so sánh và cuối cùng là sự vật 2. Thông qua mô hình này, các bạn học sinh thầy giúp cô tìm ra hình ảnh so sánh trong các khổ thơ và các đoạn văn sau thứ nhất chúng ta sẽ cùng cô quan sát vào đoạn thơ đầu tiên hãy giúp cô tìm ra hình ảnh so sánh có trong khổ thơ này nhé rất đơn giản đúng không nào trong khổ thơ này chúng ta dễ dàng tìm ra được hình ảnh so sánh có sự vật thứ nhất là cánh diều sự vật thứ hai là dấu á từ so sánh là như thể hiện phép so sánh ngang bằng cụ thể ở đây người viết đã so sánh cánh diều như dấu á theo em việc so sánh này có tác dụng gì đúng rồi việc so sánh này đã giúp khắc họa miêu tả hình ảnh cánh diều như dấu á, giúp người đọc hình dung được hình ảnh của cánh diều. Bên cạnh đó, còn giúp hình ảnh cánh diều thêm sinh động hơn, gần gũi hơn. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng với cô đến với đoạn thơ thứ hai. Cánh diều no gió, tiếng nó chơi vơi, diều là hạt câu, vơi trên nông trời. Trần Đăng Khoa Các bạn học sinh hãy giúp cô bấm chọn hình ảnh so sánh có trong đoạn thơ nào. Trong đoạn thơ này, tác giả đã so sánh diều như là hạt cau và từ so sánh đó là từ là. Việc so sánh này đã giúp khắc họa miêu tả hình ảnh cánh diều như hạt cau đang phơi trên nông trời, bay lượn trên trời, giúp người đọc hình dung được hình dáng của cánh diều. Bên cạnh đó, còn giúp cho hình ảnh cánh diều xuất hiện trong đoạn thơ thêm sinh động hơn và gần gũi hơn. Các em thân mến, kế đến chúng mình sẽ cùng với cô tìm ra hình ảnh so sánh có trong đoạn văn sau đây nhé. Chiều chiều trên bãi thả, đám trẻ một đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Tạ Duy Anh trong đoạn văn này cũng nhắc đến hình ảnh cánh diều, nhưng ở đây tác giả bổ sung cánh diều rất mềm mại và được so sánh với cánh bướm. Theo các em, biện pháp so sánh này có tác dụng gì? Các bạn ạ, à, bên cạnh việc giúp cho hình ảnh cánh diều trở nên sinh động, cụ thể thì biện pháp so sánh này còn miêu tả về hình dáng cánh diều như cánh bướm. Không chỉ vậy, tác giả còn giúp người đọc hình dung được hình ảnh cánh diều mềm mại, uyển chuyển như cánh bướm vậy. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng với cô hoàn thành xong yêu cầu thứ nhất của video ngày hôm nay. Một bài tập rất đơn giản đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng với cô ôn tập về cách đặt câu, viết đoạn. Nhiệm vụ thứ nhất, các bạn sẽ đặt 2 đến 3 câu. Về một trò chơi em thích theo gợi ý. Chúng ta có những gợi ý sau, các bạn cùng quan sát lên màn hình. Tên của trò chơi ấy là gì? Cách chơi của trò chơi ấy như thế nào? Cảm xúc khi chơi trò chơi ấy là gì? Ngoài ra, các bạn học sinh cũng có thể chia sẻ thêm dựa vào những hiểu biết và trải nghiệm của bản thân mình về một trò chơi mà mình thích nhất Sau đây là phần chia sẻ của một bạn nhỏ, chúng ta có thể cùng quan sát. Em thích nhất là trò chi chi chanh chanh. Một người sẽ xòe bàn tay ra cho những người khác sơ ngón trỏ ra đặt vào lòng bàn tay. Rồi đọc đồng dao. Khi đọc đến chữ ập, người xòe tay nắm lại những người khác cố gắng rút tay ra thật nhanh ai rút không kịp bị nắm trúng sẽ phải vào thế chỗ cho người xòe tay và vừa làm vừa đọc bài đồng giao cho các bạn khác chơi mỗi khi chơi trò này cùng bạn bè em cảm thấy rất vui dựa vào bài làm của bạn nhỏ theo các em bà nhỏ nhắc đến trò chơi nào đúng rồi bà nhỏ nhắc đến trò chi chi chành chành một trò chơi dân gian rất được các bạn học sinh thiếu nhi yêu thích đấy đọc lại đoạn văn vừa rồi và chọn những câu văn nói về cách chơi của trò chi chi chành chành rất đơn giản đúng không nào? Trong đoạn văn có những câu văn thể hiện cách chơi trò chi chi chành chành cụ thể như sau. Một người sẽ xòe bàn tay ra cho những người khác xưa ngón trỏ ra đặt vào lòng bàn tay rồi đọc đồng dao. Khi đọc đến chữ ập, người xòe tay nắm lại, những người khác cố gắng rút tay ra thật nhanh ai rút không kịp bị nắm trúng sẽ phải vào thế chỗ cho người xòe tay và vừa làm vừa đọc bài đồng dao cho các bạn khác chơi. Theo các em, bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi chơi trò chơi này cùng bạn bè của mình? Rất giỏi! Điều này được bạn nhỏ thể hiện trong câu văn cuối của đoạn văn mỗi khi chơi trò này cùng bạn bè em cảm thấy rất vui như vậy cảm xúc của bạn nhỏ khi chơi trò chơi này cùng bạn bè đó là vui vẻ đấy dựa vào phần hướng dẫn của cô các bạn học sinh có thể tự viết cho mình một đoạn văn nói về một trò chơi mà mình thích các bạn nhé bài tập tiếp theo sẽ giúp cho các bạn học sinh ôn tập về kỹ năng đặt câu viết câu và sử dụng từ ngữ phù hợp cho các câu văn nhiệm vụ của chúng ta trong bài tập này đó là thay từ ngữ trả lời câu hỏi khi nào hoặc ở đâu phù hợp với mỗi ngôi sao như vậy chúng ta có thể thấy khi nào là câu hỏi về thời gian và ở đâu là câu hỏi về địa điểm. Để làm được bài tập này, chúng mình cần đọc kỹ nội dung của câu văn đã cho, sau đó xác định câu hỏi phù hợp với phần bị khuyết cho câu văn ấy và cuối cùng là lựa chọn từ ngữ trả lời cho dạng câu hỏi mà mình đã làm. Ví dụ ở câu đầu tiên, chúng mình đã có sẵn nội dung Học sinh ùa ra sân trường như đàn ông vỡ tổ như vậy trong câu này chúng ta có thể sử dụng kiểu câu khi nào ví dụ cô có câu hoàn chỉnh như sau giờ tan học học sinh ùa ra sân như đàn ông vỡ tổ như vậy cụm từ giờ tan học trả lời cho câu hỏi khi nào tương tự như vậy các bạn hãy giúp cô lựa chọn những từ ngữ phù hợp trả lời cho câu hỏi khi nào ở đâu trong hai câu còn lại các bạn nhé. Thông qua bài tập vừa rồi, chúng ta có những câu hoàn thiện như sau. Các bạn hào hứng chơi nhảy dây ở sân trường. Như vậy, trong câu này, chúng mình sử dụng cụm từ ở sân trường và cụm từ này sẽ trả lời cho câu hỏi ở đâu. Câu văn tiếp theo những chú chim ríu rít trên cành cây như muốn trò chuyện cùng chúng em như vậy ở câu này chúng ta có cụm từ trên cành cây cụm từ này cũng trả lời cho câu hỏi ở đâu một bài tập cũng hết sức đơn giản đúng không nào và cô tin chắc rằng các bạn học sinh của cô đều có thể làm tốt được Nhiệm vụ tiếp theo trong bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là Viết đoạn văn Trong phần này, các bạn sẽ viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu Giới thiệu về một người bạn của em dựa vào những gợi ý Bây giờ, chúng mình cùng quan sát các gợi ý đang xuất hiện trên màn hình các bạn nhé Để làm được đoạn văn này, các em cần chú ý vào những câu hỏi như sau Thứ nhất, tên người bạn ấy là gì? Thứ hai, người bạn ấy có đặc điểm gì đặc biệt? Thứ ba, người bạn ấy có sở thích gì? Thứ tư, ước mơ của bạn ấy là gì? Thứ năm, tình cảm của em và bạn ấy như thế nào? Hoặc, có một câu văn thể hiện tình cảm của em với bạn ấy. Bên cạnh đó, các em cũng có thể chia sẻ thêm những yếu tố khác về người bạn của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chú ý về sự mạch lạc, cụ thể trong một đoạn văn. Không chỉ vậy, các bạn cũng cần chú ý về dung lượng của đoạn văn các bạn nhé. Sau đây là một bài làm của bạn Phương. Bạn ấy đang giới thiệu về người bạn thân của mình. Các bạn sẽ cùng đọc với cô nào. Linh An là bạn thân của em. An có một nụ cười dễ thương cùng giọng nói trong trẻo. An là một người bạn tốt bụng, nhiệt tình. Linh An thích đọc sách, đọc truyện. Lúc nhỏ, em và Linh An có ước mơ trở thành cô giáo. Em rất quý An và xem bạn ấy như người thân trong gia đình. Sau khi đọc đoàn văn vừa rồi, theo em, bạn nhỏ đã giới thiệu những gì về bạn của mình? Đúng rồi, bạn nhỏ đã giới thiệu về bạn của mình tương đối đầy đủ. Trong đoạn văn có nhắc đến tên của người bạn, điểm đặc biệt của người bạn, tính cách của người bạn ấy và có cả sở thích cũng như là ước mơ của bạn ấy nữa. Tiếp theo, hãy giúp cô gạch chân dưới câu văn thể hiện tình cảm của bạn nhỏ dành cho bạn của mình nhé. Đúng rồi, câu văn thể hiện tình cảm của bạn nhỏ dành cho bạn của mình được thể hiện ở phần cuối của đoạn văn. Cụ thể đó là câu Em rất quý anh và xem bạn ấy như người thân trong gia đình. Có thể thấy mối quan hệ của hai bạn rất gắn bó và thân thiết đúng không nào các em thân mến như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng với nhau thực hiện viết đoạn văn giới thiệu về một người bạn của chúng ta cô hy vọng rằng dưới sự hướng dẫn của cô các bạn học sinh có thể hoàn thiện cho mình một đoạn văn giới thiệu về một người bạn thân thiết nhất của mình các bạn nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.